dừng chân ngay cây cầu Thạch Hãn, bên dòng sông Thạch Hãn, trên con đường quốc lộ 1A, tuyến Bắc Nam. Chúng ta sẽ thấy dòng sông Thạch Hãn, con sông hiền hòa trong mắt. Dòng sông và con đường song song chạy về cửa biệt rồi xuôi ra biển cả. Ôi sao mà thân thương thế, Thạch Hãn ơi, dòng sông quê mẹ, tài nặng phù sa hương vị cho đời. Ta như ngày xưa tuổi 9-10, tắm mắt dòng sông vui cười với sóng. Bên lũy tre làng lung linh soi bóng, những chư hè lắng động tiếng ve ngân. Thạch Hãn dòng nước trong ngần, ta gửi tình ta trong muôn ngàn giọt nước. Dòng sông Thạch Hãn hiền hòa trong mắt ấy, tài nặng bao hạt phù sa để tắm mắt ruộng vườn đôi bờ. Và dòng sông lịch sử này cũng hồi lên những ký ức một thời đau thương mà nó đã phải gánh chịu trong suốt hành trình của lịch sử thăng trầm của đất nước. Dòng sông ký ức. Ngày 31 tháng 3 năm 1972, một ngày trước ngày khởi đầu cho mùa hè miền Nam. Nói tới Quảng Trị, một địa danh không hề xa lạ đối với mọi người, bởi trong những năm tháng chiến tranh, nơi đây là một chiến trường ác liệt giữa hai chiến tuyến giao tranh. Những tên đất, tên làng, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, đường 9 Nam Lào, Cam Lộ, thành cổ Quảng Trị, Hải Lăng và sông Thạch Hãn, cửa biệt, vân vân, đã thấm biết bao máu và nước mắt của bao người. Xương thịt nhiều người gần như hòa tan vào lá cây ngọn cỏ và thấm sâu vào lòng đất mẹ. Trung bình mỗi người dân Quảng Trị đội trên đầu mình 7 tấn bom đạn, và cũng thật dùng mình khi cuộc chiến khốc liệt ở thành cổ Quảng Trị 18 ngày đêm. Vũ khí hạng nặng đã dội xuống đây khối thuốc nổ bằng hai quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Thế chiến Thế giới thứ hai, làm nhân loại với bao con tim rung chuyển, bàng hoàng, khiếp sợ. Và không một ai quên được những nỗi đau mà người dân nơi đây từng hứng chịu, bao nỗi khổ đau quằn quại, nhà tan cửa nát, mất mát người thân và gánh chịu hậu quả để lại tàn dư còn đó, bệnh tật, di chứng cho đời sau. Chiến tranh, chết chóc, đau thương là vậy, nỗi đau vẫn còn dai dẳng đeo bám cho đến ngày hôm nay. Xác người nằm bơ vơ dưới mái.
chiêu linh thiết vị lễ thường, bên sông lập một đàn tràng giải oan. Khi các anh nằm xuống cũng là lúc trở về, đất mẹ ôm các anh vào lòng. Đấng Nam Nhi trí tại bốn phương, anh hùng trăm trận một trường oanh liệt, cái sinh không mà cái tử cũng là không. Đất nước có ngày hôm nay chính đắp nên từ cái tâm trí can trường dũng liệt đó của các anh. Ngàn năm một hội cao phùng, hòa bình lập lại, các anh vĩnh viễn nằm xuống. Chúng tôi những người còn lại, thế hệ cháu con sống trong cảnh thanh bình của đất nước ngày hôm nay, luôn nghĩ tưởng đến chư vị tạc giả tri ân báo đáp. Chiến trường Quảng Trị xưa còn đây dấu tích một thành cổ máu xương trộn lẫn vào đất mẹ, một đại lộ kinh hoàng nơi hàng ngàn người dân phải bỏ mình vì tháo thân chạy loạn, một hàng rào điện tử làm giới tuyến kinh hoàng với bao cái chết tan thây nát thịt vùi xuống dòng bến hải, một tử địa lao bảo trốn tù đầy có đi không trở lại của bao người con anh dũng, và dòng sông Thạch Hãn là mồ chôn tập thể để lại hình ảnh nhắc nhớ thương đau. Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Ôi một thuở kẻ ngược vào Nam nhớ thời tao loạn, thương quê mình bom đạn thiêu người, ngậm ngùi đất khách vá áo chép kinh, sân trường Nguyễn Hoàng bụi mờ thời gian, cửa thiền bật dấu thân gầy áo nâu, dòng sông cũng im tiếng gọi đò đưa khách dừng chân, chùa Phật học hoang phế, ngôi Bồ Đề xa giờ là chứng tích duy nhất sau chiến cuộc Trị Thiên còn lại. Người xuôi về Bắc ai nhắc đến chiến trường xưa không khỏi ngậm ngùi, nhớ một khe xanh bên nắng đốt của dãy Trường Sơn với trận địa Hạ Lào ác chiến. Chân quê áo vải, thương người mẹ do linh, hình ảnh liệt nữ buổi thư hùng. Và giờ đây còn biết bao gia đình khắp mọi nẻo đường của đất nước đang hướng về Quảng Trị, nơi gửi nắm xương mảnh hình hài của người thân mất tích giữa chiến địa, đang đi tìm hài cốt. Sao nghe vời vợi, thương kiếp người chiến tranh ly loạn gây nên, mênh mông góc bể chân trời, nắm xương vô định biết nơi chốn nào. Với tấm lòng trí ân báo đáp, uống nước nhớ nguồn, Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Quảng Trị cùng Am Thủy ứng thiết lập đại lễ Thủy Lục Bình Đẳng giải oan Trần Tế cứu bạt đại trai đàn Trần Tế trên sông Thạch Hãn. Lời kinh tiếng Pháp uy linh giải trừ oan khổ bất bình tiêu tan. Nguyện hướng về tất cả chư anh hùng liệt nữ vị quốc vong thân, đồng bào tử nạn chư vị đã ngã xuống trên mảnh đất Quảng Trị, nhờ sức mạnh của đàn pháp bạt thủy, đàn pháp bạt độ giải oan, khai tâm mở lối cho hương linh hướng về Phật pháp quy y chuyển hóa, cởi bỏ oan trái buộc ràng ngày trước. Mong sao bao anh linh mổ chôn đáy sông sâu kia bấy lâu được nương nhờ oai lực của Tam Bảo thoát cảnh chậm luân sanh về thế giới an lành. Quyền giúp anh
Hòa bình lập lại đã hơn 30 năm, thoát ra từ chiến trận khủng khiếp, tàn dư của chiến tranh hầu như vẫn còn hiện hiện nơi này. Vẫn còn đó là nỗi đau của những ông bố, bà mẹ, người vợ và các con người thân đang âm thầm chịu đựng bao nỗi khổ đau khi không tìm được thân xác của người thân mình đã đổ trên chiến trường Thạch Hãn, thành cổ Quảng Trị mến thương này. Tấm lòng lại gặp tấm lòng, bằng sự chung tay đồng sức và chí nguyện, với tình dân tộc nghĩa đồng bào của các quý thầy trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, Am Thủy Ứng tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong Nam ngoài Bắc, cũng như đồng bào Phật tử khắp mọi miền của đất nước đã tề tựu về con sông Thạch Hãn đau thương để cùng chiêm nghiệm nỗi lòng của mình và thiết lập thủy lục bình đẳng, giải oan trận tế, cứu bạc đại trai đàn trên sông Thạch Hãn của tỉnh Quảng Trị. Hồi đông ban trì sự tình giả
về ứng am đào hiệu thích minh thông thích tâm hiệp tình thập phương bồn đào thiền viễn đàng na chúng nam nữ đệ tử đọc phụ thuy diệu giảng cung duy giang tân chủ hạ bà thủy quang tam nguyên đức sự thân hồ hạ kiêu nhị đại thánh tam hồ trí hồn sử giả cung vị pháp giới đa sanh lục thân quyền thuộc lý thế tôn mê linh cùng mà vì câu thiếu bạc đồ trong lưng giải oan đoàn nghiệp việc nam mê vị thử tiền hầu chiến tranh biển cổ ấp dầu màu thân nhâm tỷ ấp mạo niên giang ngũ âm bát tần quá cổ trần vong anh hùng hùng mà vì pháp giới kỳ thử chiến tranh bất phân tôn giáo bất phân chủng tộc thượng tự vương hậu tương thượng hạ chỉ sĩ nông công thương tôn đi nam nữ ngũ tu lân ngự bồ hàm xa trường nịch hạ đọa tiền nam nữ thanh linh hồn liệt vị phùng mà vì pháp giới chi nội tử cần khuôn vì nam thù lạc âu đặng chư hướng hồn liệt vị phục mà vì chư gia tặng quần kỷ danh cầu siêu nam nữ đặng chư thanh linh hồn liệt vị Quảng Trị
hạng giang biên sự biên đáng phụng Phật. Tô hương phụng binh cũng ngộ vũ lan thẳng hồi Pháp nguyện truy niệm vấn linh Bạc đồ trong luân giải hoang đoàn nghiệp Tuyết thích tiền khiến địa phẩm sắc đăng Tế âm linh cô nguyện cầu quốc thái dân an siêu linh độ mạc kim hồi đông ban tri sư tịnh giáo hội quảng tri vì ứng an đạo hiệu thích minh thông thích tâm hiệp tình thập phương nam nữ bụng đào đang na tịnh thị chúng đặng thất thế hồ mầu hiện tại trở sân phụ mầu lục thân quyền thùa lì thế tôn linh chư thánh tự đạo vì pháp vấn thân tôn linh liệt vì bốn vị pháp giới Việt Nam chiến tranh biển cổ ắc dầu màu thân nhâm tỷ ắc mạo niên giang anh hùng liệt sĩ vì quốc quân thân chiến sĩ trần quân đồng bào tự nàng và vì pháp giới chư gia bà thành kỳ thứ chiến tranh oan hồn uẩn tự nam nửa thương vong tương soái du hồn trần vong binh tốt đặng chư thanh linh hồn địa quy thiên vị tam thể tự phụ oan trại thiên kiên oan gia trại chủ cứu thủ chấp đội đặng chư hoành ôn liệt vi niệm vong linh đặng thân tiền bạc quyến thủ bổ nguyệt thì những trường mạng thiên lưu tụ tình sử khởi kiện minh dương kỳ cầu lượng lời bổn đàn tỷ khéo đặc thử lai từ kinh thiết khoa y phùng hành pháp sự ra vẫn kế tâm này vong dân vì thử hiệp hành phụ điệp nhất đạo thượng đạt thiên phụ thử thiên trừ giả tôn thân địa phụ trưởng ai vắng nhân sự giả tôn thân thủy phụ trưởng vắng nhân chủ giả tôn thân phục khắc đại thiện thân thông hồ tri công đức biên lịch nhân thiên đạo thường phổ thông địa phụ giới tam thập lục bộ vô lượng vô biên thất thập nhị thi sơn thiên hạ thanh hoàng xạ linh đồ cầu giang tân phạm chư hạ sự câu chấp vong nhân khâm phùng phật ân tình giai pháp
không thích. Hồ chỉ đang tiền tuy quan kiến Phật thịnh pháp vắng kinh, siêu thân tình cận như ngộ quan tâm khử sự, vô đắc câu lưu trở ngại tuân lý Phật chỉ phong hòa phùng hành chuẩn thư. Thiên vận tân mão niên thất nguyệt thập tứ nhật thời cao điệp trước tu bình thân quy hương cũng dường bông ống diệu đạn lớn duy huyền tùy thân ái nạp cờ nguyện cầu bóng dạ hoặc tây phương thượng huyền tài tiền trước vào trên nè. Ya 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 ya
nguyện cầu vong linh siêu sanh tịnh độ hộ trì bổn am thiện tín nam đức chúng đặng cung tâm giai tha phước. Come on.